Por isso que ele trouxe mesmo aqui para verificar isso. A nossa está querendo administrador ajudar uma coisa. Nosso está querendo vai cavar mais. Cavar mais? Ah, tipo 5 ou 6. Vão cavar mais 6 tanques ou 5, né? É esse lado. Avança para esse lado. Depois do Zango, vamos começar. Ali começar. Tem mais? Sim, tem mais passo. Assim, assim, assim. Sim. Mas aí tem água como aqui? Sim. Essa como água assim, mesmo é que vai despejar lá, né? Sim. Esta água. E também esse, quando cavar embaixo, já está sai água. Sim, aqui tem. Tem água. Porque aqui é... Tem lençol freático. É nas baixas. Sim. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Linh Philip Vlog của sống ở châu Phi. Hiện tại nay mình đang ngồi trên xe của anh Tiến các bạn. Buổi sáng sớm nay là các bạn anh Tiến nay là xuống sớm bởi vì hôm qua anh em đã hẹn với nhau trước rồi là xuống sớm để anh Tiến đi cùng mình cho nó uy tín các bạn, tăng thêm cái độ uy tín. Có đi ô tô đẹp trong người của công ty Angobinu. Hiện tại thì anh phó chủ tịch huyện và bác chủ tịch huyện đang ở trong chỗ cái ao cá của mình rồi. Đó thì anh ấy vừa gọi cho mình nói là tôi với cả bác chủ tịch huyện đến đây rồi. Thế bây giờ các anh đang ở đâu? Thế bây giờ mình với anh Tiến hai anh em bắt đầu mới tức tốc để chạy đến đấy các bạn. Thì hôm qua thì các bạn Linh cũng Philip thì cũng bảo là ngày mai là có trên huyện xuống thăm cái ao thì mình cũng không nghĩ là hôm nay là chủ tịch huyện là xuống thăm đấy, thế là sáng nay là cũng vội vàng là phi xuống đây sớm rồi, xuống sớm để gặp chủ tịch huyện đấy, thì mình với cả Linh sẽ có cái kế hoạch cho cái phương án mở rộng thêm diện tích nuôi trồng ấy. Thứ ảnh chứ gì đã nói rồi. Đấy, đang giấu, đang ủ mưu. Nói đùa các bạn, đợt này xuống nhờ anh Tiến xuống nữa để một lát nữa khi nào gặp bác chủ tịch huyện thì sẽ để cho anh Tiến nói chuyện, xong rồi sẽ nhờ bên gọi là mở rộng thêm cái khu vực nuôi cá, thì sẽ cố gắng kết hợp nhờ bác chủ tịch huyện tạo điều kiện, bởi vì anh em mình cũng đã giúp người dân đây rất là nhiều. Và bây giờ đang trên đường đi các bạn ạ. Một lát nữa khi nào đến nơi mà gặp được bác rồi nói chuyện với bác như thế nào thì anh em mình sẽ tiếp tục quay lại cho các bạn xem. Ok các bạn, anh em mình đang vào gần đến ao cá cái rồi. Đó, thấy xe ô tô trắng kìa, có mấy đồng chí đang đứng ở trên bờ ao kìa. Đoạn này xe nó đang hơi bị rung lắc các bạn nên là hơi khó nhìn. Chỗ này có khi mai mốt mượn máy cày của Linh vào đây ủi đi anh ạ. Mượn máy cày vào đây cày cho nó nhanh. Cày cái gì? Cày đất này lên để làm gieo cho nó đấy này, trồng cho nó luôn này. Chứ cuốc này lâu lắm mọi người, cuốc lâu lắm. Đất khai hoang này cuốc lâu lắm. 2, 4. À kia không phải là, kia không phải chủ tịch huyện rồi anh ạ. Kia là phó chủ tịch huyện với cả là ai ấy, có cả chị nào kìa, chị đẹp nào kìa. Oi through micro. À đây là ai ấy? Đây là có anh phó chủ tịch huyện này với cả hình như bên đội làm nông nghiệp sao ấy. Bom dia. Você é meu primo? Tudo bem, mãe? Chefe, é meu primo? Como é? Sim. Não quer ficar meu primo? Tá tudo bem. Obrigado. Tá sim. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah. Oh, tudo bem. Bom dia, Jassai. Bom dia. Walale? Dalale. Walale, vô. Estragou tudo, né? Oito. Oito, meu. Walale. Ah, chica sentiu. Bom dia.
Tá bom, né? Então, trabalho aqui. Peixe grande. Peixe grande. Sim. O nosso está em Zembru, né? Uhum. Eu sou agora sou de Zembru. Vai ficar como ficar. Yeah. Uhum. Depois, nosso tá quero ajudar. Eu o mundo, mundo aqui. Ok. Todos vai saber uhum. Fazer isso. Ok. Faz isso. Tem trabalho, tem dinheiro. Tem dinheiro, coisa, tem medicamento, yeah. Tem roupa, tem tudo. Tem tudo. Sim. Vai ficar pega bom, fica bom. Pronto. É mesmo pois. Assim. Sim, senhora. Já. Yeah. Pois, Django das reuniões. Ah, sim. Quando tiver a chover, corrida. Sim, sim. No Django. Sim. Primeiro peixe é meu. Não, maca, não, maca. Quando vai o ficar grande, pode vai ser, sim, apanhar. Muito yeah. Grande. Sim. Quando for grande, nosso vai. Vai dividir. Caixa térmica. Ah, de uhum. Coisa. De peixe, primeiro. De não, yeah. Agora, agora, a primeiro peixe uhum. E segundo, nós uhum. Vamos. Apanhar e vamos dividir para todo o povo aqui. Agora, eu que vou ficar terceiro, né? Não, você também, primeiro, segundo, você também tem, tá vendo? Chefe, administradora municipal adjunta para a área social e das comunidades. Ele é que trata mesmo dessa população toda que está aqui. Nosso ah, povo vai trabalhar comigo. Por isso que ele trouxe mesmo aqui para verificar sim. Isso. Sim. Administrador ajuda uma coisa. Nosso taquero vai cavar mais. Cavar mais? Ah, tipo 5 ou 6. Vão cavar mais 6 tanques ou 5, né? É esse lado. Yeah. Avança para esse lado. Depois do Zango, vamos começar. Ali começar. Tem mais? Ah. Sim, tem mais passo. Assim, assim, assim. Sim. Mas aí tem água como aqui? Sim. Essa como água assim, mesmo é que vai despejar lá, né? Sim. Esta água. E também esse, quando cavar embaixo, já está sai água. Sim, aqui tem. Tem, sim. Tem água. Porque aqui é... Tem lençol freático. Sim. De aqui vai por quê? Aqui vamos por batata, né? Agora, aqui só quero meter milho. Milho? Sim. Eu que vai trazer semente e adubo tudo. Uhum. E quando produzir tudo a coisa aqui, e soba, vamos dividir para todo mundo aqui no Sambanda. Ok. Sim. Sambanda. Sim. Sim. Essa é a mulher do bairro. Ok. Sim. Já viu? Já. Meteu lá a salalé. Sim. Eu não gosto de ver é bagre. Não, aqui não tem bagre. Yeah. Sim, aqui só tem cacuço. Só tem cacuço. Não quer peixe com barba, né? Não. Barba de pessoa, não peixe. Não pode. Ai, gente. Cá to, cá. Eles também, é. Eles também dão bom. Cabrito, né? Eles precisam. Sim, aqui mas também tem cabrito. Né? Yeah. Ensiná-los mesmo que para comer. Esse rapo de, para comer tem que trabalhar. Doutora, também tem cabrito, mas quem? Agora aqui tem cabrito para o povo aqui, para criar aqui. Uhum. Sim, já tem, mas chefe, eu já mostrei ele. Já. Já não é só aqui, é tu outro aldeia. Nosso vai ajudar, tipo, de aldeia de milho. Uhum. Uhum. Nós temos de horta grande. Horta? Está no Longoli também tem, no Ahanga, lá no Missada. Conheço. Sim, lá tem. Ah, no São Pedro também? Sim. Argobino. No São Pedro lá. Também tem. Não, Agobinos. Eu já fui lá. Já. Sim. Já fui na Anga, no São Rafael. Sim. Ah. Santo Antônio. Sim. E São Pedro? Tá fazendo São Pedro, tudo São Pedro de, é onde? Furo de água. São Pedro. Aqui. Sim. É nosso. A missão de Anga. A missão da Anga? Sim. É no Cangato. Sim, no Cangato sim. Tem. Lá onde tem milho já grande. Né? No São Pedro também tem. Sim. Milho já dá para ferver, para comer com ele. Aí é? É grande. Vai buscar milho. É nosso milho. Apoio do mundo. Sexta-feira. Sim. Milho. Sexta-feira, né? Milho, né? Sim, sim. Yeah. Sexta-feira vamos buscar milho. Lá, no Cangato. Para comer. Sim. Porque o meu ainda está assim pequeno. Aqui lá no Sailundo Novo também tem outra grande. Sailundo Novo lá, daquele outro lado? Sim, outro lado. Ah, é? É o que... Aquele soba alto? Sim, sim, é mesmo grande. Ele. Yeah. Assim, como você? Sim. Fulo, assim, ontem eu fui lá e já acabou um outro ali também. Ah, é? Yeah, já plantar tudo milho ali, já está. Então quero fazer
5 tanques aqui. 5 aqui, sempre tem 2. Você um é. Você um. Pense que eu vou comprar. Vocês são muito espertos. Não. Vou falar com o chefe. Olá. Vou falar com o chefe. Nosso não é perto. Calma, vou falar. Nosso não é perto. Assim, não é só nosso. Esse aqui, de ajudar de povo. Não, já entendeu. Meu governo sempre com a minha. Cavar. Miguel. Cavar para de bundo. De bundo não é nosso. Não, entendeu. Entendeu. Nosso só fica assim pouco tempo, depois nosso saiu, depois de quem? Não, entendeu. Já acompanhamos. Depois do Jango? Sim. Ah, depois do Jango, assim. A direito assim. Mas nessa dimensão? Já, você é esse. Tem que ser mesmo assim, triângulo? Não, eles cavam assim. Sim, ele tem que cavar assim. Igual assim. Ele cava assim, doutora? Assim. Ele cava assim. Sim. Côncavo. Já. É côncavo. Sim, sim. Tá certo, mas se mesmo que for quadrado, esse tá assim, um triângulo. Não, esse foi assim. Sim. Se for quadrado, sim, também sim. Cava assim. Não, um quadrado vai cavar assim, direito. E aquilo cai. Então eles cavam assim. Sim. A chefe estava se referindo à dimensão daqui para ali, é diferente. Sim, aqui é diferente, porque agora quando medida e pessoa que medida igual, mas quando começar a cavar, está diminuindo um bocado. Por isso agora está ficando tipo triângulo. Mas eu quero quadrado. Sim. Quadrado? Sim. Tá bem, vamos. Nossa empresa. Estavas a me ligar? Estavas a me ligar? Sim. Porque ontem. Já ontem, né? Tem um amigo que chama Domingo. E tem uma moça Clara. Que vem aqui com moto. Ok. Disse a administração que está mandando vem para cá. Clara? Não. Está aqui. A conta, Paulo. Aquele dia quem vem aqui? Nosso não é ficar aqui muito tempo. Ontem? Quando o povo. Ontem é o que? O Lumingo. É Lumingo. Esse é boa política. Que faz o quê? Que andava a pagar o sujeito. Não liga Lumingo. Por isso estava a ligar para mim? Sim. Ele falou o quê? Não, eu não encontrar. Por isso ligar para ti para perguntar que você que manda ou não? Não manda. Sim. Tem que estar continuando. Mas não criou problema. Não. Sim. Nós ajudar a falar com a população para cuidar. Sim. Nosso pensa isso só uma. É pouco. Não chegar pouco aqui. Não chega. Quero mais 5, 6. Mas tudo. sua banda ou manaculana também? Sim. Quanta fica? Yeah. Sim. Depende de melhora, ti. Melhora, comida. Sim. Você que tem que ter um... Yeah. Tome bem. Tem comida. Che! Yeah. Sabe, é assim que funciona. Tchau. Yeah. Vambora, ah, tá chuva, né? Tá chuva. Sim, tá chuva agora. Eu sou de açúcar, vou derreter. Ai. Depois você me dá um sinal. Sim. Tá bom, valeu, já? Sim. Foi bom, trabalha. Ok. Sim, sim. Ok. Estamos juntos? Já, sim. Vamos falar, já? Já. Tá bom. Por favor, atento o coisa, nosso falar. Sim. Já. Vamos falar. Sim. Vamos, estamos atentos. Ele ligar para mim, já? Ok. Sim. Já. Tá. Tchau. Já. Tchau. Sim. Tchau. Não, daqui nada perto, daqui nada Beto que vai trouxe a fuba e peixe. Pronto, chefe. Sim, obrigado, chefe. Ótimo. Fiquem mesmo bem com eles, isso ajuda. Os outros lá na Anga foram. Sim. Os outros lá na Anga, Tipuli, São Rafael, estão bem. Sim. Estão bem. Sim. Aprenderam como é que se trabalha para ter comida no tempo certo. E é isso que vocês devem aprender com eles. Sim. E falando com o povo, para cuidar das coisas, aceitarem. Đây là Phó Chủ tịch huyện, cái này là kiêm bên mảng gì anh ạ? Không, đâu. À, đây là Chủ tịch huyện nhưng mà kiêm bên mảng gì? Bí thư, như kiểu dạng bí thư run tù với cả Chủ tịch huyện ấy. Ừ. Cũng chức cũng là tương đương với cả Chủ tịch huyện. Đấy. Đấy, hôm nay cái này là vừa nãy là mình giới thiệu nhầm đấy các bạn ạ. Đây là anh Phó Chủ tịch huyện và bí thư. Bí thư, một bí thư ấy. Gọi là bí thư của huyện. Cái cô này là chuyên nắm quản lý tất cả trong bản. Cô ấy nói là sẽ nói chuyện với tất cả người dân ở trong bản. Tất cả là trong huyện này là cô ấy là người chịu trách nhiệm. Đấy, vừa nãy cô đã đến đây rồi. Anh em mình thì cũng có cái... Đề xuất
đề xuất với cô ấy, với huyện là sẽ mở rộng thêm khoảng độ 5-6 cái bể nữa, cái ao này nữa. Đó, thì cô nói là để cô về nói chuyện với bác chủ tịch huyện rồi họp bàn sau đó như thế nào thì sẽ đưa ra cái quyết định các bạn ạ. Đó. Lúc đấy thì mình cũng trao đổi với cả cô ấy là chúng tôi là chỉ đến đây có một thời gian thôi. Và cô ấy cũng biết là khi nào mà chúng tôi sẽ giúp đỡ cho bà con ở đây là tốt lên thì lúc đấy là chúng tôi sẽ di rời đến đi chỗ khác, chứ chúng tôi là đào cái ao này là chúng tôi là đầu tiên là thí nghiệm, sau là khi nào mà thành công ấy thì là tất cả các cái này là đều nhân rộng ra và tất cả các cái này là đều của người dân hết. Đúng người rồi. Của người dân chứ không phải là của chúng tôi. Đúng rồi. Đấy, mình cũng trao đổi về cái ý kiến của mình với cả cô ấy và việc mở rộng thêm các cái ao này ấy, thì sau lại là cũng tốt cho người dân chứ cũng không phải là tốt cho chúng tôi, bởi vì là một cái ao này thì là cũng là không thể đủ được cái số lượng, sau này ví dụ có bán cá hay là như thế nào mà thu nhập như thế nào đấy thì là cũng là thu nhập về cho người dân đấy. Mình cũng trao đổi thế thì các cô với cả các anh ở trong huyện đây thì cũng bảo là để về họp, mọi người họp lại sẽ ra quyết định, sau này sẽ quyết định. Ok các bạn, bây giờ thì nói chung là cũng phiền anh Tiến làm tài xế đưa xuống tận đây. May quá có anh Tiến đi anh chém gió. Hôm qua thì Linh cũng bảo là hôm nay là mọi người xuống thăm ao. Đấy là trong trên huyện người ta xuống thăm ao. Thế là mình ngồi mình cũng trước khi đi làm việc với cả họ thì mình cũng phải ngồi nghĩ. Nhưng mà anh hôm nay là hơi sơ suất một cái là anh quên không mặc cái quả áo giống con của anh à? Giống của anh phó chủ tịch huyện là anh có cái quả cũ như kiểu áo của nhà báo đấy, xong đã có chữ của công ty mình đây uy tín bao nhiêu. Tối qua cũng phải nghĩ là xem để sáng nay là nói chuyện gì, mình đề xuất những cái gì để xem yêu cầu của mình họ có đáp ứng được không. Nói chung là có đáp ứng được hay không thì mình cứ đề xuất ra cái đã, để muốn làm cái gì thì mình cứ đề xuất ra cái đã. Nói chung là anh Tiến thì đi ngoại giao mới cả đi đề xuất với lãnh đạo quen rồi nên là mày... Nói chung là không ngượng mồm, nói chung là mình làm cái gì là mình không phải ngượng mồm, nói ra được thì được, không được thì thôi, không xấu hổ. Nếu mà được thì là cái tốt đấy. Mình thì lại cứ bị cà cuống khi gặp mấy còn đây thì ở đây mọi người vẫn đang làm đấy các bạn. Nhìn chỗ này máy cày sợ hơi khó đấy. Tổ mối nhiều này mà mối nhưng mà mềm mà anh, mối này mình ra mình du cái đổ mà xong đâu cho đập đấy. Có chứ, em bây giờ để dần để đập xong rồi cho cá ăn dần. Cái này đập cho cá ăn à? Mỗi ngày lấy một tí mà. Ôi thế hay quá nhở, thế thì mỗi ngày lấy một tí, em nói trong khoảng tầm độ tháng 2 tháng nữa đây không còn tổ mối nào luôn, bắt hết luôn. Ok các bạn, bây giờ thì để cho anh Tiến về, để anh Tiến còn đi theo cái công việc. Trên mà ở đây luôn chứ còn theo công việc gì nữa thì... Nhưng mà anh đi đâu, đi vào thành phố, đi về thành phố hay đi không vào... Tối nay ở đây luôn. Thế à? Tối nay ở đây luộc ngô luộc nghiếc với anh em. Ăn ngô, okay, các bạn, luộc. Rồi, video ngày hôm nay anh em xin phép được kết thúc, dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video có ý nghĩa cho anh em mình một like, một chia sẻ video và một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Các bạn cho nhiều like, nhiều chia sẻ để gọi là cô bí thư này là sẽ ủng hộ cho anh em mình mấy cái bể, mấy cái ao nữa. 5 cái ao nữa. Mình đang đề xuất xin 5 cái. Chào các bạn. Rồi, chào các bạn nhá. Chào các bạn.